Xin chào quý bác sĩ, em là Long, kỹ thuật viên ở công ty anh và em. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu quý bác sĩ về hướng dẫn một số cách cài đặt nhanh và cách vệ sinh bảo dưỡng của sản phẩm định vị chóp Orita. Như quý bác sĩ có thể thấy đây là một sản phẩm định vị chóp. Ở bên sườn có thể thấy đây là tên mã sản phẩm này. Phía dưới đây là số serial của sản phẩm. Nét thì đang mở. Khi mà hộp này ra thì thấy là bên trong này sẽ là tờ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt và một cái bảng lưu ý về 10 hình ống tùy đặc biệt cần lưu ý. Thế đến là hộp đựng phụ kiện và thiết bị. Đó cũng là phần thân máy chính. Nên mở phụ kiện. Phụ kiện này bao gồm có một bộ dây đo, ba kèm tay, ba mỏng máy của vị tiêu như kèm theo một tay rất đựng một phần. Đây là về phần thân chính của máy đấy. Thì những vị trí phần dưới đây chúng ta có thể theo dõi nhà sản xuất đã in tên mã sản phẩm và số serial trùng khớp với cả số serial bên ngoài của vỏ hộp. Để tiến hành thao tác của quý vị thấy có phần đấy để tháo phần ốp bên kia, quý vị thì cần tháo phần đấy thường nhất là nay thường là tháo ra để lắp vào. Thì đây là bộ bồn bồn chống phòng da ở phần lưng và trên thân máy nó có bốn phần lỗ. Để lắp vào chúng ta khớp bốn phần lỗ ở trên phần lưng và để dùng nó lắp vào máy vào. Tiến hành thao tác lắp pin. Lắp pin theo đúng chiều hướng dẫn cho mình. Trên bàn phím thì 4 nút cần tắt bật. Đây là phím di chuyển để chọn các bộ nhớ. Đây là phím chọn thao tác. Đây là phím cài đặt. Mình thao tác lắp dây, mình lắp dây đo. Có phần đầu trắng, phần sườn bên phải như nhà xuất đã ký hiệu đấy sẵn. Chúng ta xoay phần quyết rãnh về phía bên phải. Khi lắp chú ý em là cầm phần liệu cứng này. Và lắp chúng ta cắm lắp chân của em, tránh trường hợp mà cắm lỏng lẻo dẫn đến trường hợp đo dây đo sẽ chập chờn. Trên phần đầu dây nhà sản xuất đấy in ra làm hai màu. Trên phần màu ghi chúng ta để lắp cái phần kẹp file. Khi lắp chú ý cho em là lắp là nó biết chân, tránh trường hợp lắp lỏng lẻo. Phần đầu trắng này chúng ta lắp mỏng máy. Đây phần đầu kẹp file thì để thao tác kẹp file chúng ta nhấn giữa phần dưới có kẹp phần thân file. Trước khi sử dụng chúng ta có thể mô thao tác test nhanh chúng ta chạm vào đầu cái file vào phần máy. Đây là phần thao tác chạm vào thao tác để thao tác test nhanh.
Đây còn để mình các là thao tác cài đặt cho hướng dẫn. Cái phần mốt này chúng ta di chuyển các bộ nhớ như ở đây là có 3 bộ nhớ M1, M2 và M3. Để thao tác chọn chúng ta di chuyển bộ nhớ tùy ý thôi. Sau đó sử dụng nút Select. Cái khi mà chúng ta nhấn nút Select thì trên màn hình sẽ có hai cái nút này. Còn nút này là tại vị trí nào chúng ta cài vào vị trí đó. Và phím cài đặt là nút Set. Khi mà nhấn này thì còn lúc này ở thang đo thì chúng ta dùng nút set để tăng giảm âm lượng hoặc là tắt âm lượng tùy mức mình muốn. Đây là những phần thang đo chúng ta có thể thao tác được bằng nút set này. Thang đo đang di chuyển từ hai sang nó tiếp tục. Chúng ta có thể tùy chọn khoảng cách cứ cho bao nhiêu. Để phần thao tác thì các bước cài đặt. Ok, sau đây là em sẽ hướng dẫn sử dụng cái mục test này. Chúng ta có hai cái test. Test đầu tiên là cái test nhanh trước mỗi ca biểu như em vừa hướng dẫn vừa xong mà chúng ta chạm vào phần kẹp file hoặc hóa với nhau thì test nhanh. Còn test thứ hai là khi chúng ta có bất cứ nghi ngờ về máy gặp vấn đề đo sai không chính xác thì chúng ta sẽ tháo phần dây đó ra và sử dụng mục test này. Nó cắm vào cắm thì tương tự như mình cắm dây đo thôi. Đây mình cũng cắm đây. Khi cắm vào nó có một cái biểu tiếp liên tục kéo dài. Đây là suất là những biểu thị mình tính từ cái mạch số 1 này thì khả năng sẽ nhấp nháy trong vòng cộng trừ 3 mạch là ok. Nếu mà nhấp nháy trong vòng ngoài cộng trừ 3 mạch thì lúc ấy thì sẽ là máy vấn đề thì quý vị có thể liên hệ với em để có biện pháp và thay thế thôi. Nhớ sau các phần nữa phương pháp mà tháo lắp chúng ta thao tác trên máy thì kể đến thì em chỉ hướng dẫn vị tiếp bác sĩ là quá trình mình vệ sinh bảo dưỡng của thân máy. Thì về gì vệ sinh bảo dưỡng thì chúng ta chia làm hai phần, hai phần dây đo các phụ kiện ngoài của thân máy chính. Thì thân máy chính thì chú cho em là khi mình sử dụng nếu mà có những vết bẩn thì chúng ta nên sử dụng cái khăn bầy khô sạch lau toàn bộ thân phần thân đi, tuyệt đối là không lau hóa chất gì lên bộ mặt máy kể cả cột, chỉ dùng duy nhất là khăn mềm khô sạch để lau vệ sinh thân máy thôi. Không, trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng có thể dùng các cái màng bọc thực phẩm hoặc là cái băng dính vô khuẩn mình dán lên khu vực mặt máy, thứ nhất là để tránh cho các cái hóa chất ăn mòn trên dây mặt máy, thứ hai là cũng tránh cái phần bẩn bám bên này. Đấy phần là thân chính của máy. Thứ hai đó là phần dây đo kẹp file mỏng má. Thì đối với cái kẹp file mỏng má này thì sau mỗi ca làm việc thì lúc em là tháo ra và xả trực tiếp hai bộ phận này dưới vòi nước, mình cũng dùng cái bàn chải đánh gọn sạch lên cái phần đầu tiếp xúc này và phần mỏng má này đánh sạch đi để đảm bảo sự dẫn điện tốt nhất. Vì tất cả các lò bị chóp đều hoạt động trên nguyên tắc là tiếp xúc với điện, thì nếu mà cái khả năng tiếp điện không tốt thì sẽ dẫn đến cái trường hợp đo không chính xác hoặc là chập chờn. Sau khi mình đánh gọn xong thì có thể dùng cái tay ba chức năng xì khôi và dùng cồn bao bạn thôi. Cồn cũng mình xài cồn 70 độ thôi, mình thấm lượng vừa đủ vào cái khăn giấy này và lau lại toàn bộ phần cái tay màu này. Kể đến phần dây đo này, dây đo này chúng ta khi mà bị bẩn thì chúng ta có thể hoàn toàn là dùng cồn mình lau được. Cồn cũng sử dụng cồn 70 thôi, mình thấm lượng vừa đủ vào khăn giấy đó cho mình lau lại toàn bộ phần thân này. Đấy là phần vệ sinh. Thì sau khi mà mình vệ sinh bảo dưỡng này xong thì mình có thể đem đi hấp sấy được. Hấp sấy thì chú ý với em là mình chỉ hấp sấy hai bộ phận nó mỏng má rồi cái file. Nếu hấp sấy thì vẫn là dưới 130 độ C. Thì trong quá trình mình lưu trữ bảo quản sản phẩm thì chú ý với em là mình lưu trữ các sản phẩm ở khu vực khô thoáng, tránh các cái nơi mà có nguồn hơi ẩm. Không thì nếu mà tốt nhất thì các bác sĩ có thể dùng một gói nguồn hút ẩm để cùng cái vị trí của máy này để tránh trường hợp những hôm nào đổ bẩn kéo lên.
Cảm ơn quý bác sĩ. Để nếu bất cứ cái thắc mắc nào cần giải đáp thì quý bác sĩ vui lòng liên hệ đến số tại công ty. Cảm ơn.